Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động, các quỹ Bitcoin Spot ETF đã ghi nhận dòng tiền ra kỷ lục. Mạng Ethereum Layer 2 phổ biến Polygon JKEVM đang đối mặt với sự cố ngừng hoạt động trong suốt 15 giờ. Cộng đồng Pioneer tiếp tục phấn khởi khi tiến sĩ Nicholas Kokalis một lần nữa nhắc đến kế hoạch Open Mainnet vào năm nay. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang biến động, các quỹ Bitcoin Spot ETF của Hoa Kỳ đã lập kỷ lục mới khi 5 ngày liên tiếp chứng kiến dòng tiền chảy ra trong tuần. Theo dữ liệu từ Bitmake Research, trong tuần qua, 10 quỹ ETF đã chứng kiến tổng dòng ra là 888 triệu USD, dẫn đầu là ngày 18 tháng 3 khi GBTC của Grayscale ghi nhận dòng ra kỷ lục. Chuỗi dòng ra kéo dài trong 5 ngày là chuỗi dài nhất được thấy cho đến nay, vượt qua chuỗi 4 ngày kể từ tháng 1 năm nay. IBIT của BlackRock chỉ thu hút được 18,9 triệu USD dòng vốn mới vào ngày 22 tháng 3, phá vỡ dòng vào thấp kỷ lục trước đó là 49,3 triệu USD được ghi nhận vào ngày 20 tháng 3. Tương tự, FBTC của Fidelity cũng chứng kiến dòng vốn vào thấp kỷ lục trong tuần này chỉ với 2,9 triệu USD vào ngày 21 tháng 3. Mặc dù dòng vào âm ròng nhưng khối lượng giao dịch vẫn ở mức đáng kể, chỉ thấp hơn một chút so với những tuần gần đây. Khối lượng tích lũy của các quỹ Bitcoin Spot ETF đã tăng khoảng 22 tỷ USD trong tuần qua để đạt tổng cộng 164 tỷ USD. Mạng Ethereum Layer 2 phổ biến Polygon JKEVM đang đối mặt với sự cố ngừng hoạt động khi nhiều trình khám phá block hiển thị thời gian ngừng hoạt động trong khoảng 15 giờ. Trong một thông báo vào đầu ngày hôm nay, đội ngũ JKEVM đã lên tiếng giải trình rằng mainnet của JKEVM đã gặp phải sự cố với trình sắp xếp chuỗi, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đang nỗ lực giải quyết triệt để vấn đề và sẽ báo cáo chi tiết đến người dùng trong thời gian tới. Họ cũng mong muốn sẽ sớm ra mắt phiên bản JKEVM thế hệ thứ 2 trong những tuần tới. Một thông báo khác cũng đã được hiển thị trên phần JKEVM của Polygon Scan với nội dung mạng mainnet JKEVM hiện đang được bảo trì đột xuất, dữ liệu block có thể không được cập nhật. Ra mắt vào ngày 27 tháng 3 năm 2023 với giao dịch mang tính biểu tượng đầu tiên được thực hiện bởi Vitalik Buterin, Polygon JKEVM là một giải pháp rollup mở rộng quy mô Zero Knowledge tương thích với máy ảo Ethereum EVM. Tuy nhiên, Polygon JKEVM đã không đạt được sức hút như các mạng Layer 2 tương tự vì có ít giao dịch hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Hòa cùng sự điều chỉnh trên thị trường tiền điện tử rộng lớn, tổng doanh số NFT trong 7 ngày qua cũng chứng kiến sự ảm đạm khi giảm 23,72% xuống chỉ còn 271 triệu đô la với 5 blockchain hàng đầu về doanh số đều chìm trong sắc đỏ. Ethereum dẫn đầu với doanh số NFT 98,5 triệu USD, mặc dù giảm 19,89% so với tuần trước. Bitcoin đảm bảo vị trí á quân. Tuy nhiên, các giao dịch NFT tập trung vào Bitcoin đã giảm 35% và chỉ thu về 82,54 triệu USD trong tuần. Tương tự, Solana chứng kiến mức giảm 13,88%, BNB Chain giảm 15,3% và Mitos giảm 2,75%. Nhìn chung, 5 blockchain này chiếm 91,7%, thu về 248,68 triệu USD trong tổng doanh thu 271 triệu USD trong tuần. Uncategorized Ordinal nổi lên như một bộ sưu tập NFT dẫn đầu về doanh số hàng tuần, thu về tổng cộng khoảng 34,5 triệu USD, mặc dù giảm 41,42% so với tuần trước. Đáng chú ý, bộ sưu tập CryptoPunk với doanh thu 20,89 triệu USD đã chứng kiến doanh số tăng 181,93% nhờ việc bán CryptoPunk 7804 với giá 16,38 triệu USD. Mặc dù doanh số đã giảm vào tuần trước, nhưng danh sách người mua NFT đã tăng 55,69% và người bán cũng tăng 47,47% trong suốt 7 ngày. Cộng đồng Pioneer tiếp tục phấn khởi khi tiến sĩ Nicholas Kokalis một lần nữa nhắc đến kế hoạch Open Mainnet vào năm nay. Theo một báo cáo mới nhất từ PNews, trích dẫn một tuyên bố của tiến sĩ Nicholas trên PChat nhắc lại mục tiêu Open Mainnet của dự án. Theo tiến sĩ, nếu đáp ứng được các điều kiện đã được đặt ra, P-Network sẽ chính thức mở Mainnet vào năm 2024, đồng thời cũng không quên kêu gọi các Pioneer tiếp tục nỗ lực để hoàn thành điều này. Như đã nêu trong lộ trình V2, các điều kiện chính cần hoàn thiện là tiến trình KYC, di chuyển P lên Mainnet, mở rộng hệ sinh thái và các tác động kinh tế, chính trị bên ngoài.
Có thể thấy, năm 2024 là một năm khá thuận lợi đối với việc phát triển của P-Network, đặc biệt là khi thị trường crypto cũng đã chứng kiến nhiều khởi sắc. Gần đây, P-Coteam cũng đã báo cáo về tiến trình KYC đã sắp đạt đến cột mốc 10 triệu Pioneer cùng với những update mới. Tốc độ KYC cũng sẽ được cải thiện mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong khi đó, theo dữ liệu từ P-Door, tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã có gần 30.000 ví P được di chuyển sang Mainnet. Đây được đánh giá là một tốc độ khá khả quan. Ngoài ra, cuộc thi P-Commerce Hackathon cũng đã chính thức khép lại với những dự án xuất sắc được chọn, góp phần vào nỗ lực mở rộng hệ sinh thái P-Network. Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. tiếp tục đưa ra những nhận định đầy tích cực về tiền điện tử, cho rằng đây là hàng rào chống lạm phát tốt nhất. Trả lời phỏng vấn gần đây, Kennedy đã nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với tiền điện tử. Ông cho biết tiền điện tử là lối thoát khỏi máy in tiền của Cục Dự trữ Liên bang, đó là hàng rào chống lạm phát tốt nhất, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng tước quyền kiểm soát khỏi tay chính phủ và hệ thống ngân hàng độc quyền. Một hệ thống sử dụng việc in tiền để chuyển hóa sự giàu có sang các ông trùm tỷ phú và khiến người dân bình thường ngày càng rơi vào cảnh khốn cùng. Cuối cùng, ông cũng không quên kêu gọi mọi người hãy giúp ông nâng cao tầm nhìn về tiền điện tử. Với tư cách là Tổng thống, Kennedy từ lâu đã là người ủng hộ Bitcoin và tiền điện tử. Bản thân ông cũng nắm giữ Bitcoin và mua một ít cho các con của mình vào năm trước. Trong một tuyên bố khác, ông cũng từng cho rằng Bitcoin đóng vai trò như một bước đột phá, nhấn mạnh vị thế của nó như một hard currency, đồng tiền mạnh. Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ cũng nêu bật tầm quan trọng của quyền tự do giao dịch, ví nó với quyền tự do ngôn luận, điều mà ông tin rằng chỉ Bitcoin mới có thể làm được. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã chứng kiến sự phục hồi, vốn hóa toàn cầu vào lúc 17:30 là 2.601 tỷ đô la, tăng 0,8% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 65.131 đô la, tăng 0,8% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.379 đô la, tăng 0,4% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 556 đô la. CryptoLickVen xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.